Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ dạy vừa Only bài tập toán lớp 1. Bài học hôm nay chúng ta sẽ làm là bài 134 luyện tập chung. Bài số 1. Nấu giúp các bạn nhỏ tìm đúng toa tàu của mình. Rồi, như vậy chúng ta muốn nấu thì chúng ta phải cộng mấy số này lại để chúng ta tìm kết quả chúng ta mới nấu được. 30 mà ta cộng với lại 31 về là bằng 61. Bạn này vào đây. 32 mà ta cộng với là 30, như vậy là bằng là 62. 62 đây. 34 ta cộng với là 31, vậy là bằng là 60 65. Đây. 34 mà ta cộng với lại 33 67. Đây. 33 ta cộng với 33 là bằng là 66. Vào đây. 30 ta cộng với 33 như vậy là 63. 63 đây. Dòng ngược của bên này luôn. Chúng ta qua bài số tiếp theo là bài số 2. Làm phép tính cộng để điền vào ô trống. Rồi, ngay chỗ này chúng ta có này 15 mà ta cộng với 25. Đó. Như là không phải. 15 ta cộng với 35 là bằng 50. Ừ, đây. 15 mà ta cộng với lại là 35 là bằng 50. Rồi. 35 ta cộng với là 35 thì là bằng 7. 70. 25 ta cộng với lại 35. 5 cộng 5 bằng 10, với 0 ta nhớ 1. Này là 60. À. 25 mà ta cộng với 35 là bằng 60. 10 mà ta cộng với lại 65 là bằng 75. 20 mà ta cộng với lại là 65 như vậy là bằng 80 15. 30 mà ta cộng với lại là 65 như vậy là bằng là 95. Chúng ta qua bài số 3. Làm phép tính trừ để điền vào ô trống. Rồi 35. À, cái này là cho nhầm rồi, trừ đó mà kỳ. Rồi ta lấy 35 ta trừ cho 20, 15 như là còn là 10. 35 ta trừ cho 35 là bằng 0. Rồi 65 mà ta trừ 10 như vậy là còn là 55. 65 mà ta trừ cho 20 như vậy là còn lại là 45. 65 mà ta trừ cho 30 như vậy là còn lại là 35. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc ở đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học, tài liệu, bài kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào của thầy này có các phần mô tả. Trong phần mô tả thầy để sẵn cái đường link của blog. Trong blog thầy dạy rất nhiều các đầu sách, các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc các em học giỏi.